มันปวดกล้วยมันปวดว่ะどっちでべ chấm phát tì cũng thẳng đời nữa chấm phát chỗ này dồ cứ đốt phát luôn rồi thế em gọi là dồ à phải đấy nhỉ dô à cái này nam nói cho đấy bắt chuột chỉ cái chuột thôi nhờ tại nè mẹ bắt một cái này ngứa quá bắt nó cắn nách nghe nè bà ba đi làm vườn nó cắn nách nghe ngứa vứt nha ừ cho đấy vứt luôn đấy cho các em cho con nhắm đi đi đói quá bẩn cho con ăn rồi lại còn rút vứt ném ném cột con mua bên mà cái chua mai bia mình xăm con chuột cho lại toàn nào cành đi năm về đi bảo hòa đưa về mình cứ thối quá thì bà Hoa đưa về để bà Thuận trông mai cho bà Hoa đi xem má Thuận về chưa để bà Hoa còn lấy dao con về cưới chứ đi bà Hoa đưa đi vào bà nội chơi đi vào bà nội chơi đi mượn xe Nam nhá mượn xe Nam đi tí nhá đi thì đi Linh chỗ này này. Không chớ con này em lại mẹ không hiểu quá. Quách.
Con ai tí lá cưới. Chắc có đứa nó không nóng cơ. Chắc có đi. Cho vay nhìn cơ. Có nhà thu để lái đâu. Mà mình học chồng thì còn có gì.
chưa có những hưởng những mùa nó biến xong rồi mai về nó quặng tuốt rồi chứ tập biến nó